Những phiên bản cao cấp hoặc đặc biệt của một số dòng xe như Mazda 3, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport không dành cho tất cả. 1. Mazda 3. Phiên bản 2L của Mazda 3 đã không còn xuất hiện trên bảng giá trên website chính hãng Mazda Việt Nam, chỉ còn các phiên bản 1.5. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Mazda 3 bỏ hẳn phiên bản 2L. Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý, người này cho biết phiên bản 2 lít vẫn nhận đặt và sẽ bàn giao sau khoảng 2 tháng, số lượng xe có hạn. Những phiên bản mới bị gạch tên khỏi bảng giá chính hãng đều là những bản cao cấp nhất, với động cơ 2 lít. Ngoài động cơ, các trang bị khác của bản 2 lít Premium và bản 1.5 Premium gần như tương đồng. Giá bản 2 lít Premium trước đây là 849 triệu, cao hơn 50 triệu so với bản 1.5. 2. Hyundai Ioniq 5 Hyundai IONIQ 5 là mẫu xe khó mua theo kiểu, đặc biệt khi thành công Group đơn vị phân phối khẳng định chưa có kế hoạch bán, nhưng đại lý lại nhận đặt cọc để giữ chỗ chờ giao với số lượng giới hạn. Giá xe được tư vấn bán hàng đưa ra là khoảng gần 2 tỷ. IONIQ 5 là mẫu ô tô điện đầu tiên của Hyundai tại Việt Nam, đã được giới thiệu hồi tháng 4 năm nay. Xe mang kiểu dáng hát bách độc đáo, chỉ có một phiên bản duy nhất. Mức giá 2 tỷ tương đương với VinFast VF9 một mẫu SUV 7 chỗ chạy điện cỡ lớn. Mẫu xe này được nhập từ Hàn Quốc. 3. Mitsubishi Outlander. Mẫu xe quen thuộc Outlander được bán đại trà, nhưng phiên bản cao cấp nhất 2.4 CVT Premium không phải ai cũng mua được. Trên website của hãng, phiên bản này được lưu ý là chỉ bán cho khách hàng mua lô. Điều này đồng nghĩa với việc khách lẻ sẽ khó mua được phiên bản Outlander này. Outlander 2.4 CVT Premium có khác biệt lớn nhất với bản 2.0 CVT Premium ở động cơ và hệ dẫn động 4 bánh các trang bị khác gần như tương đồng. Giá bản cao cấp nhất cao hơn 150 triệu. Xe được lắp ráp trong nước. 4. Mitsubishi Pajero Sport Tương tự, một mẫu xe khác của Mitsubishi là Pajero Sport, cũng khó mua với phiên bản máy xăng 2 cầu AT. Theo thông tin từ website của hãng, bản máy xăng này chỉ bán cho khách hàng dự án, tức là khách hàng lẻ sẽ không mua được. Pajero Sport bản máy xăng 2 cầu AT có giá thấp hơn so với bản máy dầu 2 cầu AT đang bán cho cả khách hàng lẻ. Giá bản máy xăng là 1 tỷ 2 còn bản máy dầu là 1 tỷ 365 triệu. Xe được nhập từ Thái Lan.